Cái tình trạng suy dinh dưỡng thì phải nói rằng là có hai loại. Một là trẻ em, hai là người lớn. Ở trẻ em thì hiện nay cái tình trạng suy dinh dưỡng của chúng ta là ở cái thể suy dinh dưỡng thấp còi thì khá là phổ biến. Có tới trên dưới 25%. Hay nói cái khác tức là cứ một, bốn cháu thì có một cháu bị suy dinh dưỡng. Những cái điều đó thì nó liên quan đến ví dụ như trẻ em bị thiếu ăn, thế rồi trẻ em rối loạn hấp thu do tiêu chảy kéo dài chẳng hạn, hay là do một số các cái bệnh như là sởi, thế rồi là sốt do viêm đường hô hấp trên, viêm mũi, viêm tai giữa, viêm amidan vân vân. Đấy là những cái nguyên nhân mà dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ em. Thế đối với người lớn thì cái suy dinh dưỡng nó cũng có thể xảy ra ở bất cứ ai, nhất là những cái người mà bị bệnh mãn tính, hay là những cái người mà sau phẫu thuật mổ xẻ về mặt ngoại khoa, hay là sau một cái bệnh nhiễm trùng, tôi nói ví dụ như là nhiễm trùng do lao chẳng hạn, đấy là có thể gây nên suy dinh dưỡng ở người lớn. Thế rồi những cái hội chứng mà rối loạn hấp thu như là đau dạ dày rồi viêm đại tràng mãn tính vân vân đều dẫn tới là suy dinh dưỡng. Thế suy dinh dưỡng hoặc là chậm tăng cân thì có rất là nhiều các cái nguyên nhân như vậy, ví dụ như là nhiễm trùng do lao chẳng hạn, đấy là có thể gây nên suy dinh dưỡng ở người lớn. Thế rồi những cái hội chứng mà rối loạn hấp thu như là đau dạ dày rồi viêm đại tràng mãn tính vân vân đều dẫn tới là suy dinh dưỡng. Thế suy dinh dưỡng hoặc là chậm tăng cân thì có rất là nhiều các cái nguyên nhân như vậy. Để mà khắc phục cái tình trạng này thì cũng có những cái biện pháp khác nhau. Trong đó có một trong những cái biện pháp đó là vấn đề bổ sung các cái men tiêu hóa, hay bổ sung các cái chất để mà làm nguyên liệu để sản xuất ra các cái men tiêu hóa. Tôi nói cụ thể ví dụ như là một số các axit amin, một số các cái đạm chuẩn, vân vân. Sản phẩm Tamino ấy, thì trước hết đây là chúng ta phải hiểu rằng là các cái thành phần của nó chủ yếu là cung cấp các cái men, các cái axit amin để mà tạo nên các cái men, ví dụ như là các cái men tiêu hóa chất đạm, hay là các cái men để hấp thu chất đạm cho nó tốt hơn. Trong đó nổi bật lên là cái đạm whey chẳng hạn. Ở đây người ta giới thiệu là cái đạm whey của cái Tamino là nhập khẩu từ Mỹ vào. Đạm whey là đạm từ sữa, nhưng mà cái đạm này rất tốt, rất dễ hấp thu và giúp cho cái cải thiện cái khả năng miễn dịch của cơ thể rất tốt. Ngoài ra thì nó còn có cái đạm từ đậu nành. Đạm đậu nành cũng là một cái loại đạm mà nó gần giống như là đạm của đạm động vật. Đấy, tức là các cái thành phần axit amin của nó là khá là đầy đủ. Ngoài ra thì một nhóm các cái axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được thì ở trong thành phần của cái Tamino này là có ghi, tức là có cái bổ sung các cái hàm lượng đạm, các cái axit amin thiết yếu. Ngoài ra nữa thì nó còn có bổ sung ví dụ như là magie, ví dụ như là tâm sen, ví dụ như là cao lạc tiên. Thì đây là những cái thành phần thảo dược rất là tốt, rất là lành tính và nó giúp cho thần kinh nó thư thái và nó chống lại các cái stress, nó giảm cái căng thẳng và giúp cơ thể là ngủ ngon, ăn ngon rất là tốt. Người mà có thể dùng được cái sản phẩm này ấy, thì thứ nhất là trẻ em, nhất là trẻ em mà muốn tăng cân, hay là trẻ em suy dinh dưỡng, thể thấp còi muốn tăng cân lên thì có thể dùng sản phẩm này. Hoặc là người lớn, những cái người ví dụ như là đang nhẹ cân muốn tăng cân lên, nhưng mà nhẹ cân ở đây là ở trong cái điều kiện tức là chán ăn, hay là ăn ít, hay là ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, thế rồi là gọi là tiêu hóa hấp thu và đường tiêu hóa nó có vấn đề, thì ăn cái uống cái sản phẩm này vào thì nó sẽ giúp cho ăn ngon và ngủ tốt hơn, để giúp kích thích đường tiêu hóa, thể hiện qua cái thành phần, cái công thức của cái sản phẩm Tamino này. Thì tôi nghĩ rằng là những cái người mà người lớn mà gầy, chán ăn hay là ăn kém, ngủ kém, tiêu hóa kém thì nên dùng cái sản phẩm này.